Khi vừa về đến nhà, Tiểu Phàm đã chơi đánh bài với người cá. Một vòng. Ô hi hi, một đôi. Chán quá, không chơi nữa. Tin, chủ nhân hãy ngừng ngay việc đang làm. Hệ thống sắp công bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tuần này là bán gà rán. Giờ kinh doanh từ 12 giờ đêm. Địa điểm kinh doanh là cửa quán ba lão cà. Hệ thống điên à, cố tình phải không? Tại sao lại xuất hiện vào những lúc quan trọng nhất? Ồ đúng rồi, đây là nhiệm vụ tuần trước. Phần thưởng 5 triệu, nhận đi. Cảm giác bị đập bằng 5 triệu thật tuyệt. 500 cây kẹo dẻo cũng là 5 triệu đấy. Giá mà biết trước, 1.000 cây tôi cũng bán gà rán cũng được. Hệ thống biết tôi cũng thích ăn gà rán à. Trời ơi, ai lại đi bán gà rán trước cửa quán ba giữa đêm chứ? Chủ quán đã hối lộ hệ thống rồi chăng? Thôi bỏ đi, chơi bài tiếp đã. Anh bán kẹo dẻo hôm nay không đến à? Em mang tiền lẻ đến rồi đấy. Anh không có đây. Không lẽ anh bị kẹt xe nên đến muộn à? Em có dậy không? Không dậy em đi luôn đấy. Chị nói mà không làm. Trước đây nó sẽ mua kẹo dẻo cho em, nhưng rồi chị tự ăn hết. Nó sẽ mua cho em mà không mua. Chị là người không giữ lời hứa. Mua mua mua, bây giờ chị đưa em đi mua được không? Nhưng chủ quán hôm nay không mở hàng mà. Chúng ta đi chỗ khác mua. Bên kia, đang chiên dầu. Tiểu Phàm một mình chiên đùi gà từ từ. Ờ thơm quá. Một mình ăn món ngon thế này thì quá phí phạm. Ông Trương không đến ăn cơm mà. Nhà tôi có đùi gà rán đấy. Ông Trương không đến ăn cơm mà. Đến nhà tôi ăn đùi gà rán đi. Hay quá. Ô. Trời ơi, chuyện gì vậy? Công tử bột đã tăng ca. Hôm nay không phải làm đến 10 giờ tối à? Sao về sớm thế? Lần trước tôi tăng ca lúc 11 giờ. Thấy đèn phòng tổng giám đốc vẫn sáng. Nghe nói tổng giám đốc đang yêu đấy. Không biết có đi đâu với bạn gái không? Không phải các anh em. Tổng giám đốc đã về rồi. Chúng ta không về à? Về thôi đi đi. Đùi gà mới chiên giòn ngon. Một miếng cắn vào, vỏ giòn rơi ra rào rào. Đồng thời nước thịt gà cũng chảy ra. Đùi gà chiên giòn ngon tuyệt. Lúc này mới tỏa ra hương vị đặc trưng của nó. Miếng đùi gà ngon khó tả. Nói sao nhỉ, nước thịt vừa đủ. Không nhiều không ít. Đủ ngon. Như nước súp trong bánh bao nhỏ vậy. Đây là tinh túy của đùi gà chiên kiểu Trung Hoa. Vỏ giòn thơm phức ăn ngon miệng. Rắc thêm bột ớt đặc biệt thì càng ngon hơn nữa. Một miếng cắn vào, thơm đến mức người ta ngất chân chối. Quá tuyệt vời. Làm sao có thể ngon đến thế? Đúng rồi, tuần này anh chuẩn bị bán gà rán à? Ừ, bán vào buổi đêm trước cửa quán ba. Quán ba nào vậy? Lúc đó tôi dẫn bạn gái tôi đi nhé. Bạn gái à, hai người đã yêu nhau rồi à? Từ tuần ở Mạc Châu đã bắt đầu hẹn hò. Mới có bao lâu thôi à? Mà đã yêu nhau rồi à? Phát triển nhanh thật. Thế đấy, ba người vui vẻ tụ tập quanh ăn đùi gà rán. Đúng rồi đêm. Tiểu Phàm đúng giờ đến trước cửa quán ba lão cả mở hàng. Ban đầu tưởng canh khuya đến trước quán ba mở hàng chỉ có một mình, không ngờ còn có nhiều người bán bánh bao chiên, đồ nướng, mì sao, cơm chiên. Và Tiểu Phàm bắt đầu bán đùi gà rán. Go 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 go. Xin lỗi, con đại hoàng của tôi chạy qua đây. Tôi không giữ được nó, làm phiền chủ quán rồi. Không sao, không sao. Đại hoàng đi rồi. Đại hoàng, muốn làm gì vậy? Muốn dạo thì tôi đã dẫn ra rồi. Muốn làm gì nữa? Chúng ta đừng làm phiền chủ quán kinh doanh nhé. Tôi thấy con chó ngốc này muốn đổi chủ rồi. Nó muốn ăn đùi gà rõ ràng rồi. Đại hoàng, muốn ăn đùi gà. Chủ quán, đùi gà rán bán thế nào? 10 đồng một cái. Cho tôi 2 cái. Một cái cay, một cái không cay. Được rồi. Chủ quán, đùi gà rán của anh ngon không? Con chó ngốc của tôi hình như đã nếm rồi. Vừa rồi xích nữa là nó đuổi theo tôi. Ngửi thơm quá. Tất nhiên là ngon. Anh nếm thử sẽ biết. Hi hi, chủ quán bao nhiêu tuổi rồi? Trông có vẻ còn trẻ. Tôi 24 tuổi. Anh thì sao? Chắc cũng tầm tuổi tôi thôi. Tôi 26 tuổi. Anh này nói nhiều nhỉ? Miệng này nhảy không ngừng. Không ngờ đâu, tôi tưởng chúng ta cùng lứa. Vậy tôi gọi anh là anh chủ nhé. Anh chủ, đùi gà của tôi chín chưa? Thơm quá, chưa chín à? Tôi mới mở hàng thôi, mới chiên được chút xíu. Phải đợi thêm chút nữa. Vậy được rồi anh chủ, đây là lần đầu anh mở hàng ở đây à? Trước giờ tôi đi ngang không thấy ai bán gà rán cả. Đúng rồi, tối nay mới bán lần đầu. Thời gian trôi qua trong lúc hai người tâm tình. Lúc này, hai gã đàn ông vừa ra khỏi quán bar cũng ngửi thấy mùi đùi gà rán. Mùi gì thơm thế nhỉ? Có người bán đồ ăn ở đằng kia à? Mùi đùi gà rán tỏa ra từ đằng kia. Có mùi thơm đấy, đi xem thử nào. Vừa đói bụng, uống rượu bia đầy bụng, đi vệ sinh mấy lần là hết. Chủ quán, đùi gà rán bán thế nào? 10 đồng một cái. Cho tôi 8 cái nhé. Một cái cay, một cái không cay. Cao gia trí nhận đùi gà. Thấy con chó ngốc vồ lên vồ xuống. Anh ta đưa đùi gà không cay cho nó trước. Một tay đút cho nó, một tay tự ăn.
Đây là đùi gà. Trời ơi, đùi gà nhà ai mềm giòn thơm, vị cay chua ngon tuyệt. Bà vỏ đùi gà trông giòn khô, nhưng ăn vào trong chỉ còn có nước. Đùi gà trên phải vỏ giòn ruột mềm thì mới ngon. Thịt gà mềm mượt và đậm đà. Nếu không có lớp bột ớt sắc bên ngoài, thì thịt gà bên trong không cay. Ăn thì có cảm giác mềm mượt, thơm ngon. Không giống như ăn đùi gà chiên, hơi giống như đùi gà hầm trong nước dùng. Đùi gà đậm đà, mọng nước, mềm ngon. Tôi chưa bao giờ ăn đùi gà ngon như vậy. Đại Hoàng à, Mi không phải là chó, Mi là con cưng của tao đấy. Anh Chu ơi, đùi gà rán của anh ngon tuyệt. Cho tôi thêm hai cái nữa. Đùi gà chiên vàng giòn rụm, chỉ người thôi cũng đủ khiến người ta muốn ăn rồi. Gia vị ướp đùi gà trong quá trình chiên đã được kích hoạt hương vị. Khi chiên đến vỏ giòn ruột mềm, một miếng cắn vào, thịt gà bên trong mềm mấy nước, tạo nên tương phản rõ rệt với vỏ giòn thơm nừng. Thơm ngon khó tả, hai cái đùi gà thì quá ít, không đủ ăn. Vẫn một cái cay một cái không cay nhé. Vỏ đùi gà được chiên giòn lớn, thịt gà bên trong mềm mọng, đầy nước, rất dễ cắn. Khi nhai, mùi thơm của dầu chiên xen lẫn với vị thịt gà thơm ngon, ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi. Hơn nữa, một cái đùi gà chỉ phần vỏ giòn là ngon, phần thịt cần xương cũng rất đậm đà, đầy hương vị. Đó là nhờ ướp gia vị đậm đà, từng thớ thịt gà đều thấm đẫm hương vị gia vị. Khi ăn, muốn nhai nuốt cả lưỡi luôn. Ăn ngấu nghiến, sợ ăn chậm thì đùi gà trong miệng sẽ bỏ chạy mất. Chủ quán, cho chúng tôi thêm hai cái đùi gà nữa. Những người thường xuyên ăn đùi gà chiên, một miếng đùi gà chiên ngon phải được ướp với đùi gà tươi trong 24 giờ, rồi bọc đều bằng bột chiên giòn, sau đó chiên nhỏ lửa ổn định trong 15 phút. Một miếng cắn vào phải có nước chảy ra, vỏ giòn rụm, thịt mềm mọng. Nhìn mấy tên đầu bụng này đã muốn ăn rồi. Đây chắc là số phận của gà sau khi chết. Được chiên ngon như vậy, con gà này cũng đã chết đẹp rồi. Không lâu sau, một nồi đùi gà khác được chiên xong, rất nhanh đã bị một con chó và mấy người cạo sạch. Đại Hoàng cũng đã ăn nhiều rồi, chúng ta về thôi. Mi đã ăn hai cái đùi gà và một đống xương rồi, còn không đi thì chỉ còn lại một cái xương. Mi còn không muốn cho nó à? Chủ quán, đùi gà rán bán thế nào? 10 đồng một cái, cho tôi một cái. Được rồi. Ơ chó ngoan quá, tôi chưa bao giờ thấy con chó nào ngoan thế. Ơ con cưng của tôi, thấy cô gái là lại ra dáng vẻ thế này. Đừng cho nó ăn, nó đã ăn hai cái đùi gà rồi. Nhiều xương quá rồi, nó là chó đĩ mà. Thì ra là thế. Nhiệt độ dầu đã khóa chặt phần nước trong đùi gà. Bên ngoài giòn khô, bên trong lại hoàn toàn khác. Thịt gà trắng muốt, mềm như tỏi, cắn một miếng là rơi ra. Thịt đầy ứa ra từ lỗ hổng. Dưới ánh đèn đường, có thể thấy ánh dầu lấp lánh, khiến người ta muốn hít một hơi người hương vị thơm ngon. Sợ lãng phí phần tinh túy này. Ngon quá, chủ quán làm đùi gà rán ngon thế này. Mùi thơm của dầu chiên cũng rất đặc biệt. Không biết lớp vỏ bên ngoài đùi gà làm từ gì mà chiên ra thơm ngon thế này. Nhưng nếu chỉ chiên lớp vỏ, thì khi ăn cũng rất thơm. Chưa kể phần thịt gà mọng thật là tuyệt vời. Cho ăn xương gà được không? Được, đại hoàng của tôi đã trưởng thành rồi. Nó là chó lớn. Không chỉ xương gà, mà xương bò cũng được. Vậy thì cho nó ăn một cái đi. Được rồi, ăn một cái. Cảm giác hơi thiếu thiếu. Chưa no mà cơn thèm đã trỗi dậy. Phải ăn thêm một cái nữa mới được. Chủ quán cho tôi thêm một cái đùi gà nữa. Được rồi. Mọi người gặp quán đùi gà rán giữa đêm khuya. Con tuyệt cú mèo, ngay trước cửa quán ba lão cả. Nhanh lên nào. Đùi gà rán ở đâu? Tôi đang đói muốn ăn đêm đây. Có giao hàng không? Chủ quán, quán của anh có giao hàng đùi gà rán không? Không có đâu, anh nhìn tôi chỉ là quán giao. Có giống như có giao hàng không? Vậy thôi, quá khuya rồi tôi không ra ngoài được. Không ăn được đùi gà rồi. Go 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 go. Chó đâu ra thế kia? Có dây xích kéo. Có chủ, nó đang làm gì vậy? Ngày nay quán dâm cũng làm ăn chặt chẽ thế à? Kinh doanh còn dẫn chó ra làm gì chủ quán? Đùi gà rán bán thế nào? 10 đồng một cái. Cho tôi hai cái nhé. Ngon quá chủ quán. Anh làm đùi gà rán thế nào vậy? Thơm quá, đây không phải đùi gà thường đâu. Đây là gà nuôi tự nhiên trên núi, chạy nhảy trên núi suốt ngày, nên thịt đùi gà rất đàn hồi. Không phải đùi gà đông lạnh, mà là đùi gà tươi từ gà sống mới giết. Nên đùi gà tươi ngon và đầy nước, vị tự nhiên khác hẳn. Không trách được vì sao ngon. Đùi gà tươi ngon mọng nước, một miếng cắn vào ngon tuyệt cú mèo. Ngày hôm sau, Tiểu Phàm đi kiếm được 50 con gà nuôi tự nhiên. Cậu làm nghề gì mà cần nhiều gà thế? Kinh doanh gà. Cậu nói hay đấy, nhưng chi phí thì không thấp đâu. Đùi gà đông lạnh, vị thì kém xa so với đùi gà tươi. Vị tanh và vị ngọt rất khác nhau. Hơn nữa đùi gà đông lạnh trên da ít nước, gần như không có, cũng có nhiều máu đông, trừ khi cho nhiều gia vị, không thì không che được mùi tanh. Đâu bằng đùi gà từ gà tươi sống ngon. Đúng là nguyên liệu tươi sống thì ngon và lành mạnh hơn, ngon và có lợi cho sức khỏe.
đến 11 giờ tối. Cao Gia Trí nhìn con chó mốc chạy lung tung trong nhà, cảm thấy rất đau đầu. Đại Hoàng không được ăn xương gà nữa đâu. Hôm qua mi ăn nhiều quá rồi, bị táo bón rồi. Đừng mơ ăn nữa. Hôm nay anh không đưa mi đi đâu đâu. Go 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 go. Gọi cũng vô ích. Dù có sổ rách cổ họng thì cũng không ai đưa mi đi đâu. Đi rồi mi sẽ không chịu về. Trời ơi, cái ghế sofa mới mua. Hôm nay hoặc là mi chết hoặc là tao chết. Cái gì? Mi còn dám đá tao nữa. Hôm nay tao phải cho mi biết ai là chủ nhân. Lúc này, người và chó lâm vào cuộc chiến. Với một tiếng kêu thảm thiết, Cao Gia Trì đứng im bất động. Chịu thua chưa? Chịu thua rồi. Chó anh, anh là anh tôi còn gì nữa. Buông tôi ra đi. Chỉ vì đôi gà thôi mà. Chuyện nhỏ mà anh cũng đánh nhau. Buông tôi ra đi. Tôi sẽ đưa anh đi ăn ngay bây giờ. Hôm nay tôi hơi quá đà. Để tôi mua đôi gà, xin lỗi anh. Go 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 go. Anh chủ không biết con chó này thèm ăn đến mức nào. Đến 11 giờ đêm là nó muốn chạy. Tôi phải giữ nó lại bằng được. Kết quả nó cắn rách cả cái ghế. Tôi phải đánh nó mới đưa ra đây được. Vừa ra khỏi khu nhà thì nó đã chạy biến mất. Tôi đuổi theo suýt không kịp. Ô, hôm nay có thêm món mới à? Đùi gà rán nguyên vị và cánh gà rán đều 10 đồng một cái. Vị trứng qua thì 20 đồng. Miếng gà rán nguyên vị 25 đồng một phần. Miếng gà rán vị trứng qua 50 đồng một phần. Gà rán vị trứng qua. Đúng vậy. Lấy trứng qua tươi từ quá hấp, đun thành sốt trứng qua, trộn vào bột rồi bọc đùi gà, chiên ra thơm giòn và có mùi trứng qua. Ngon tuyệt cú mèo. Vậy cho tôi một cái cánh gà, một cái đùi gà vị trứng qua, rồi hai cái đùi gà nguyên vị. Được rồi, các anh đến sớm đấy. Phải đợi thêm chút nữa, mới chiên xong định hình thôi. Anh chủ mở hàng lúc mấy giờ vậy? Mở hàng lúc 12 giờ đêm. Có bán hàng ngày không? Tuần này thì có. Tuần sau chưa chắc. Tại sao vậy nhỉ? Lạ thật. Trời ơi, thật là phải hỏi tận tổ tông mới được. Tôi cũng muốn vào nhóm. Tôi cũng muốn tham gia. Ơ, con chó này được phép vào nhóm của chủ nhóm rồi à? Ồ, mùi gì thơm thế nhỉ? Trời ơi, chủ tiểu phàm, 408, 0 giờ 12 giống như anh đang bán hình rau 760 giờ lại chào là ai nhỏ hơn. Sao lại là 12 này? Cảm giác như nó lắp định 133. Ở đâu cũng tôi tưởng mình say rồi. Chủ quán, cho tôi 10 cái cánh gà nguyên vị và 10 cái đùi gà nguyên vị, rồi 2 phần miếng gà rán. Vậy là 10 cái đùi gà nguyên vị 100 đồng, 10 cái cánh gà nguyên vị 200 đồng, cộng với vị 10 cái 200 đồng, tổng 600 đồng. 2 phần miếng gà nguyên vị 50 đồng, 2 phần miếng gà vị trứng qua 100 đồng, 750 đồng. Anh mua nhiều gà rán thì ăn hết được không? Chủ tiểu phàm, anh không hiểu đâu. Đêm nay tôi đi cùng bạn bè, nhiều người ăn hết. Vậy cho thêm 3 phần miếng gà vị trứng qua nữa. Được rồi, tổng 800 đồng. Khách hàng lớn đấy, mua 800 đồng gà rán một lần. Lúc này, người và chó đều lâm vào trầm tư. Lần đầu gặp khách hàng lớn thế này, vừa tới đã gọi 800 đồng đùi gà, không chớp mắt. Được rồi, phải đợi một lúc, không sao cả. Đi chơi quán ba, gặp chủ tiểu phàm đang bán gà rán trước cửa quán ba lão cả. Thống phức, ai muốn ăn thì nhanh lên. Chủ tiểu phàm, tuần này anh bán gà rán trước quán ba lão cả hả? Đúng rồi, tuần này tôi bán vào lúc 12 giờ đêm. Thật tuyệt quá. Chủ nhóm này, anh làm tôi phục lang. Sau này muốn tìm chủ tiểu phàm thì phải nhờ anh. Anh là anh trai tôi từ nay về sau. Chủ nhóm này không ai xứng đảm nhiệm. Ngoài anh ra thì không ai làm được. Bán gà rán trước quán ba. Chủ tiểu phàm khéo mở hàng rong. Các anh có ai muốn đi mua gà rán? Rồi ghé quán ba nhảy nhót uống bia không? Gà rán với bia ngon đấy. Những khách hàng ở xa quán ba lão cà, khi nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, đã lập tức mở ứng dụng giao hàng. Tiện lợi thật. Tin, hệ thống giao đơn hàng mới. Hãy xử lý nhanh nhất có thể. Giúp tôi đến quán gà rán trước cửa quán ba lão ca, mua 100 đồng gà rán. Đừng lấy vị trứng qua, nếu ăn cay sẽ làm mất vị trứng qua. Ăn nguyên vị sẽ cảm nhận rõ hơn vị trứng qua. Ờ, anh quan tâm thật đấy. Vậy không lấy cay nữa. Cao Gia Trí đợi lâu rồi, thấy Văn Nam đến rồi trò chuyện rất thân với chủ quán, bỗng cảm thấy bị bỏ rơi. Lúc này Tiểu Phàm vừa chiên xong một mâm đùi gà đã lập tức đưa cho Văn Nam trước, khiến anh ta hoàn toàn quên mất mình là người đến trước. Ha ha, Đại Hoàng thích ăn đấy à? Cái gì thế này? Ngon quá đi. Trời ơi, thật sự đời này chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến thế. Ăn thêm một miếng nữa đi, ngon quá. Gà rán vị trứng qua màu cam đỏ rất bắt mắt, rất giống màu vỏ của quả hấp chín. Nhưng thịt gà bên trong vẫn trắng mọng. Vị ngon của thịt gà và trứng qua hòa quyện, nhiệt độ vừa đủ khi mới chiên xong, không hề tanh, chỉ có mùi thơm ngon, ngon đến mức muốn ăn hoài. Chưa bao giờ ăn đùi gà rán ngon như thế. Quá ngon, đùi gà rán ngon thế này phải ăn thêm 2 cái nữa. Anh ta đang làm gì vậy? Lúc nhìn tôi một cái, lúc lại cười hi hi rồi nhắn tin trên điện thoại, thỉnh thoảng lại phì cười một tiếng. Trong đều đều, anh nhìn tôi gõ một chữ lại liếc tôi một cái. Hai người đang tán tỉnh tôi à? Đúng vậy, chúng tôi có một nhóm riêng để trao đổi thông tin tìm anh.
Tôi gặp anh 2 tuần liền rồi. Giờ mọi người bắt tôi làm chủ nhóm. Không phải các anh cố gắng thế chỉ để ăn bánh bao à? Không trách sao lại tìm được. Anh cũng có nhóm mà. Tôi có thể tham gia không? Tôi cũng là khách hàng thân thiết của chủ quán. Tôi cũng muốn tham gia. Tôi cũng muốn vào. Có con chó này được chủ nhóm cho vào nhóm rồi à? Tất nhiên là được. Tôi sẽ mời anh vào. Miễn là anh cũng thích món ăn của chủ Tiểu Phàm. Chúng ta là một nhà. Nếu sau này gặp chủ Tiểu Phàm bán hàng ở đâu, nhớ báo cho mọi người nhé. Tại sao phải phiền phức thế? Trực tiếp mời chủ quán vào nhóm, rồi hỏi thẳng là xong. Điều này phải hỏi chủ quán. Chủ quán ơi, anh có thể nói địa điểm bán hàng. Anh bán hàng để làm gì vậy? Để kiếm tiền nuôi vợ. Đúng vậy, tôi không thiếu tiền thì bán hàng để làm gì? Hay là chủ quán thiếu bạn gái? Tất nhiên là không rồi. Đó là sở thích, hiểu không? Chủ quán ngầu thật đấy. Sở thích mà có tay nghề thế này. Nếu làm nghề chính thì tài tình lắm. Khéo tay đến mức nào? Ồ, nếu chỉ là sở thích thì tự do hơn là tốt. Chủ Tiểu Phàm, gà rán vị trứng qua đắt. Có thật là có trứng qua không? Đúng rồi, gà rán vị trứng qua được làm từ quả hấp tươi. Lấy trứng qua và thịt qua, đun thành sốt trứng qua, trộn vào bột, rồi bọc thịt gà chiên. Nguyên liệu đắt nên giá cũng cao. Vậy đùi gà của tôi còn bao lâu nữa? Sắp xong rồi. Go 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 go. Ăn đi, anh mời. Lúc này, biểu cảm của người và chó rất phức tạp. Trời ơi, đùi gà bị trứng qua 50 đồng một phần mà cho chó ăn luôn. Giá mà biết trước chỉ cho chó ăn. Thì tôi cũng làm được mà, đâu có khó gì. Tôi đã đến quán gà rán anh nói rồi. Thực đơn có hai vị. Đùi gà rán nguyên vị và cánh gà rán đều 10 đồng một cái. Miếng gà rán 25 đồng một phần. Cánh gà và đùi gà vị trứng qua 20 đồng một cái. Miếng gà rán vị trứng qua 50 đồng một phần. Mỗi loại một cái. Anh tính giúp tôi xem bao nhiêu tiền. Chủ quán, mỗi loại một cái thì tổng là bao nhiêu? 135 đồng đúng không? Thật là chủ Tiểu Phàm. Chủ Tiểu Phàm, tôi rất thích món ăn của anh. Chủ Tiểu Phàm, tôi cũng đến rồi. Ơ, mùi gà rán thơm quá. Nhanh nhanh, cho tôi 66 cái đùi gà rán thị trường qua. Xin lỗi nhé, đã bán hết rồi. Không lâu sau, ngày càng nhiều khách hàng quen tới. Quán của Tiểu Phàm đông nghẹt người, trở thành quán đông khách nhất trên con đường. Cảnh tượng náo nhiệt khiến cô bán trà chanh bên cạnh cũng phải ghen tị. Thậm chí cô ấy cũng kinh doanh tốt hơn mọi ngày. Có khách mua gà rán, rồi đi mua nước lọc ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Mọi người không để ý, họ ngồi gần quán của Tiểu Phàm, tìm một bậc tam cấp sạch sẽ, ngồi cùng vài người bạn, uống nước lọc 37 độ, ăn gà rán. Vẻ mặt hạnh phúc khiến cô bán trà sữa, trà chanh cũng thèm muốn. Gà rán ngon đến thế sao? Nhìn khách đến liên tục, cô không kịp bán hàng, đi tới để mua một phần gà rán thử. Chủ quán cho tôi một phần gà rán vị trứng qua. Xin lỗi, đã bán hết rồi. Còn gà rán nguyên vị cũng hết rồi, phải đợi đến ngày mai. Sau mỗi mâm gà rán chiên xong, shipper lấy hàng, lập tức lên xe đạp điện chạy đến nhà khách. Phải đợi gà rán khá lâu, quãng đường cũng khá xa. Bên kia, khách hàng chưa nhận được gà rán từ shipper. Đã thấy trước ảnh và video trong nhóm, ô nhìn càng thèm hơn, nên liên tục mở ứng dụng xem vị trí shipper. Khách hàng đợi rất nôn nóng, tức gì shipper đưa gà rán đến ngay trước mặt. Lúc này shipper cũng đang khổ sở lắm. Trong lúc đợi gà rán đã ngửi mùi suốt. Khi đóng gói xong, trên đường đi mùi gà rán vẫn tỏa ra nồng nàn. Không ngạc nhiên, anh ta cũng thèm nhưng gà rán là của khách. Thật đáng buồn. Trong lúc đợi đèn đỏ, shipper khổ sở phải nuốt nước miếng, gửi tin nhắn cho khách. Anh ơi, em có thể ăn một miếng gà rán được. Anh có làm gì với gà rán của tôi? Không được, anh phải giao gà rán cho tôi ngay. Anh đừng nóng giận, em chỉ hỏi thôi. Em sẽ giao ngay cho anh. Thật đấy, em không phải người như vậy. Vậy anh nhanh lên nhé. Đèn xanh bật, shipper cúp máy và lên đường. Nhưng khi xe chạy, mùi gà rán tỏa ra nồng nàn, thậm chí còn thơm hơn lúc nãy. Shipper không kiềm được nước miếng trào ra, liên tục nuốt nước miếng, cố gắng tập trung. Nhưng mùi thơm lan tỏa khắp nơi, mùi thơm tràn vào mũi, không liên quan đến mắt. Một ý nghĩ kiên định hiện ra trong đầu. Chỉ là một miếng gà rán thôi mà, ai chưa từng ăn bao giờ. Chỉ là thơm hơn một chút, chưa chắc đã ngon đâu. Gà rán đều như nhau thôi. Không lâu sau, đến một ngã tư, thơm quá, chắc có thêm phụ gia và chất bảo quản. Để tôi đưa cho khách hàng xem, tôi sẽ mua về nếm thử. Thực ra thì, dù tôi ăn một miếng, khách hàng cũng không biết đâu. Không ăn cũng được, hay là tôi ngửi gần một chút. Anh shipper nhìn miếng gà rán, rồi nhìn điện thoại của mình, lại nhìn miếng gà rán. Ôi trời, trời ơi, gà rán của tôi. Không phải, là gà rán của khách hàng. Giờ phải làm sao đây? Anh shipper mau nhận miếng gà rán rơi xuống đất lên. Thấy có bụi bẩn dính vào, anh ta vội thổi vài cái. Lúc này miếng gà rán trong túi đựng hiện ra trọn vẹn trước mặt anh. Anh shipper không nhịn được nuốt nước miếng. Miếng gà rán này đã rơi xuống đất rồi. Đưa cho khách hàng thì không được rồi, nhưng vứt đi thì quá phí phạm. Đã rơi rồi, tôi ăn một miếng cũng không sao chứ. Sao lại ngon và mọng nước thế này? Dù sao đơn hàng này cũng phải hoàn tiền cho khách rồi.
Gà rán ngon thế này, sao có thể vứt đi? Khi bỏ vào miệng tôi luôn. Không sao, không sao, không sạch sẽ lắm, nhưng ăn vào không bệnh đâu. Anh Shiba quên luôn cả việc mình cũng bị ngã. Mời bề xuống đường ăn gà rán ngon này. Thương quá đi. Không ngạc nhiên khi làm Shiba mà cũng phải ăn gà rán. Bên kia, khách hàng nhìn trên bản đồ thấy Shiba đứng im một chỗ rất lâu, trong lòng rất lo lắng. Liệu anh Shiba có đang ăn vụng gà rán của tôi không? Này cậu, sao đứng im một chỗ thế? Cậu không lẽ đang ăn vụng gà rán của tôi đấy chứ? Anh ơi, mau đưa gà rán cho tôi đi. Không được thì tôi tự đi lấy. Anh ơi, xin lỗi, anh hủy đơn đi. Tôi bị ngã dọc đường, không ra được nữa. Tôi không tin, chụp ảnh cho tôi xem. Anh Shiba nhìn đống xương gà trước mặt. Làm sao dám chụp ảnh? Tôi thật sự bị ngã, không nói dối. Tôi đâu tin, hay là cậu đã ăn hết cả rán của tôi rồi mới nói vậy? Nếu có việc gì, phải có bằng chứng. Cậu cho tôi xem miếng gà rán đi, dù bị vỡ nát tôi cũng cần xem. Anh Shiba cảm thấy rất áy náy, bỗng nảy ra ý định mua thêm một phần nữa. Nếu bị vỡ nát thì làm sao đưa cho anh được? Hay là anh đợi thêm chút nữa, để tôi mua thêm một phần khác đưa cho anh. Không, tôi muốn phần anh đang cầm đấy. Cậu nói thật với tôi đi, cậu có ăn gà rán của tôi không? Phần tôi cầm đã rơi xuống đất, dơ rồi, bị bẹp dí rồi, không ăn được nữa, để tôi mua thêm cho anh. Anh Shiba càng nói vậy, anh khách càng cảm thấy gà rán của mình đã bị anh ta ăn mất rồi, nên cũng nổi cáu lên. Cậu chắc chắn đã ăn gà rán của tôi rồi. Tôi không hủy đơn đâu, tôi muốn gà rán của tôi. Cậu biết tôi đã đợi bao lâu chưa? Đó là gà rán của chủ quán Phạm, không phải gà rán thường đâu. Mau đưa cho tôi đi. Tôi thực sự không ăn gà rán của anh. Này, để tôi quay lại mua thêm một phần cho anh. May là xe không bị hư, nếu không anh phải hủy đơn mất. Tôi chỉ muốn nếm thử vị gì thôi. Ai ngờ ngon đến thế, tôi thực sự bị ngã. Không ngờ nếm được vị ngon rồi thì không thể dừng lại. Lúc này, anh Shiba vẫn đang nhớ lại vị gà rán vừa nãy. Trời ơi, chưa bao giờ ăn gà rán ngon thế này. Vỏ giòn rụm, cắn vào thì ngoài giòn trong mềm. Gà rán nguyên vị làm nổi bật hương vị thịt cá tươi ngon. Một miếng cắn vào, nước thịt ngon đến mức khiến người ta mê mẩn. Không ngờ thịt gà chiên cũng có thể mềm ngọt đến thế. Cảm giác ngon miệng khi cắn cùng với thịt gà mềm ngọt lan tỏa trong miệng, thật khó cưỡng lại. Một miếng gà là một miếng cắn luôn, miệng nhai một vòng rồi nhả xương ra. Không biết gà rán này làm cách nào mà ngon thế, sao lại thơm đến vậy? Từng thớ thịt gà đều tỏa mùi thơm, rất đậm đà, càng nhai càng thơm nồng, khiến người ta nghiện, thật khó dừng lại. Mỗi loại gia vị lại có mùi thơm khác nhau, chưa kịp nhận ra thì gà rán đã hết sạch. Bên kia, anh khách hàng thấy Shiba chạy càng lúc càng xa, liên tục hối hận. Trước đây trên mạng thấy tin Shiba ăn vụng đồ ăn của khách, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng đến khi chuyện xảy ra với chính mình, mới biết nỗi đau đó. Các bạn có nghe bài học này không? Tôi thấy chủ quán Phạm bán gà rán, nên đã gọi Shiba đến mua giúp. Nhưng rồi Shiba đó dường như đã ăn hết gà rán của tôi rồi. Nói với tôi là bị ngã dọc đường và sẽ quay lại mua thêm cho tôi. Trời ơi, đây là nỗi khổ trần gian gì vậy? Cười chết tôi luôn. Lúc tôi xếp hàng mua gà rán, trước mặt tôi có một Shiba. Hóa ra là Shiba anh gọi đấy. Shiba đó trông có vẻ còn trẻ, thanh niên khó tránh khỏi cám dỗ là bình thường. Xin lỗi, tôi vốn không hay cười đâu, trừ khi thực sự không nhịn được. Anh nghĩ xem, đêm khi anh đói, liệu người khác có đói không? Giao gà rán cho một người đói khác mà anh ta còn mua được cho anh là... Nếu là Shiba xấu tính, trực tiếp nói với anh là đồ ăn mất rồi hủy đơn luôn thì anh cũng chẳng làm gì được. Shiba này còn tốt đấy chứ, còn muốn mua lại cho anh nữa. Giờ đã biết kinh nghiệm của anh rồi, lần sau chủ quán Phạm mở hàng ở đâu, dù xa hay muộn đến mấy tôi cũng không gọi Shiba nữa. Tôi sợ đồ ăn của tôi lại không được bảo toàn. Nhìn kỹ nào, đều là những kẻ vui nhộn trước nỗi đau của người khác, tưởng sẽ có người thông cảm rồi chia cho một ít gà rán. Ai ngờ mọi người đều cười à. Chủ quán ơi, mỗi loại gà rán cho tôi 2 phần nhé. Hết rồi, đã bán hết cả rồi. Nhưng đây còn đấy, đó là khách đã đặt trước, chưa chiên xong. Anh cứu tôi đi. Thực sự hết gà rán rồi. Hết thật rồi cậu ạ. Anh đã ăn hết gà rán của khách rồi mới quay lại mua à? Dám can đảm thật đấy. Hiểu lầm rồi, làm sao có chuyện đó. Tôi bị ngã thật mà. Anh nhìn này, cả đầu xe lẫn người tôi đều bị thương tích. Lúc anh mua khi còn hàng, nhưng bây giờ đã hết rồi, đã bị người khác mua hết cả rồi. Ai còn gà rán nữa đâu. Tôi trả gấp đôi, cho tôi một phần gấp đôi đi. Tôi với, để tôi hỏi trưởng nhóm xem. Người mua nhiều nhất là 800 đồng gà rán. Vân Đan nhận được tin nhưng không thấy quan trọng lắm, nói là anh ta còn nhiều, bảo Shiba đến lấy. Anh Shiba lập tức thở phào nhẹ nhõm, theo địa chỉ khách hàng cung cấp mà đến. Đói quá chủ quán, cho tôi ăn gà rán đi. Trời ơi chủ quán, chẳng lẽ anh không biết gà rán của anh ngon đến thế nào? Từ tập trước đến tập này, gà rán của anh đã vượt xa tất cả gà rán có bán ngoài đó. Đâu có gà rán nào vừa giòn vừa ngậy thế.
Miếng vỏ giòn đó tôi cảm thấy đã là số một rồi. Gà rán nhân trứng qua cũng ngon tuyệt cú mèo. Chưa bao giờ nghĩ gà rán có thể ngon đến thế. Chủ quán thật là hào phóng quá. Tôi cũng muốn nếm thử xem. Có thể ăn được cả trứng qua và thịt qua bên ngoài. Thơm ngon lạ thường. Chỉ sau khi ăn gà rán của chủ quán, tôi mới biết những gì tôi ăn trước đây là rác. Thịt gà tươi, chiên ra thì có nước thịt. Thơm ngon lạ thường. Không được, nghĩ đến là thèm rồi. Chủ quán, tôi thực sự là fan cuồng của anh đấy. Các người thích ăn thế à? Vậy ngày mai tôi sẽ chuẩn bị thêm đùi gà. Tuần này tôi sẽ mở hàng lúc 12 giờ đêm ở đây. Ai thích ăn thì đến nhé. Có loại nào ưa thích không? Gà rán thì tôi đều có thể chuẩn bị. Chủ quán thật chiều lòng fan quá. Anh ơi, em yêu anh. Em muốn ăn cánh gà mì cay và gà rán sụn khoai tây nữa. Được rồi, đến ngày cuối tuần, Tiểu Phạm đáp ứng yêu cầu của fan cuồng. Chuẩn bị thêm cánh gà mì cay và gà rán sụn khoai tây. Lúc nửa đêm, đã có rất đông người tụ tập trước quán bar. Sắp 12 giờ rồi, chủ quán Phạm sắp đến rồi chứ? Hình như thế, hôm qua hỏi chủ quán Phạm rồi. Nói tuần này lúc 12 giờ đêm sẽ bán gà rán ở đây. Nhưng tuần sau thì chưa biết. Cũng tốt như vậy. Mỗi tuần được ăn, những món ngon do chủ quán Phản làm. Nhóm của chúng tôi đã có 200 người rồi. Phân bố khắp thành phố Đông Nam Tây Bắc đều có. Tìm một người cũng không dễ. Mà tôi đã chụp ảnh quay video rồi. Lúc đó không tìm được thì kết hợp với FEB lớn tìm đông người thì có sức mạnh. Tìm một quán hàng rong cũng không dễ. Đúng đấy, cần phát triển thêm nhiều người hơn nữa. Không cần vội, chủ quán Phạm có nhiều fan lắm. Ai ăn món do chủ quán Phạm làm mà không phải là fan chứ? Chủ quán Phạm đến rồi. Nhìn cái gì thế? Nhìn thấy đại hoàng đẹp trai thì nhanh tay bấm like, đăng ký và chuông thông báo đi. Comment gà rán ở phần bình luận sẽ được nhận miễn phí một phần đùi gà rán đặc biệt của ta đấy. Hôm nay chủ quán Phạm có món mới đây. Ô, chủ quán Phạm thật chiều lòng fan quá. Chỉ cần fan nói ra là có ngay món mới. Hi hi, nhà mình cũng phải có bánh bao. Chủ quán, cho tôi hai phần gà rán trứng qua. Chủ quán, tôi muốn gà rán nguyên vị. Tôi muốn tất cả các vị. Đã thêm chủ quán rồi. Ô, không phải kinh doanh của con chó đó đấy à? Nó lại đến nữa rồi. Chủ quán, gà rán của anh khác với gà rán của người khác. Có bí quyết gì không? Nếu nói về bí quyết thì có nhiều lắm. Trước hết là gia vị ướp. Đã dùng nhiều loại gia vị và dược liệu để tăng vị. Bột nhào cũng vậy, gia vị rất phức tạp, nên bên ngoài không có là bình thường. Không có bí quyết thì không ai có thể làm được như chủ quán. Giới hạn mua không nên giới hạn chứ. Tôi muốn mua nhiều, để cất vào tủ lạnh đông lạnh. Lúc muốn ăn, thì cho vào lò nướng không dầu chiên lại. Không thì tuần sau không có gà rán ngon thế này ăn nữa. Tạm thời không giới hạn nhé. Vậy thì tốt, cho tôi cánh gà, đùi gà. Mỗi vị 10 cái. Miếng gà thì 5 phần được rồi. Cậu gan đấy, lần trước cậu mua một lần 50 cái bánh bao đấy. Cậu thật là gan lì, tôi xếp hàng một tiếng đồng hồ, nhưng cậu mua hết bánh bao một lần. Cậu thật là tham lam, chỉ có thế mà chủ quán cũng phải chia nhiều nồi, mới đủ cho cậu ăn. Go go go, chị đừng sợ. Đại hoàng đây này, cậu ta chỉ muốn mua một cái thôi. Này cậu, nói đi là chỉ muốn mua một cái thôi. Tôi chỉ muốn mua một cái. Gà rán sụn khoai tây, ai đặt gà rán sụn khoai tây thì lấy đây. Anh thiếu một người em trai biết ăn biết uống không? Tôi làm em trai cho anh. Chỉ cần mỗi ngày cho tôi đồ ngon. Anh bảo gì tôi nghe nấy. Anh muốn đánh tôi à? Không cần không cần. Đi ăn gà rán đi. Vội rồi không ăn đâu. Chủ quán không văn minh chút nào. Ăn gà không nói gì à? Văn minh cái con. Tôi khuyên anh ăn gà rán đi. Anh còn nói năng vậy nữa. Ngoan ngoãn đi ăn gà rán đi. Chủ quán Phàn thật hài hước. Chủ quán Phàn đã không thiếu em trai rồi. Vậy thiếu vợ không? Tôi giới thiệu em gái tôi cho anh nhé. Chủ quán Phàn không thiếu. Chúng tôi có rất nhiều fan nữa đây. Toàn là fan vợ cả. Chồng ơi đừng nghe họ nói nhảm. Lôi chiên đùi gà đi. Em thích ăn lắm. Này cậu đang nhìn cái gì vậy? Đây không phải là nơi cậu nên đến. Quán gà rán này nổi tiếng thế à? Tận đêm khuya mà còn nhiều người xếp hàng ngon lắm nhỉ? Này anh đẹp trai, tôi nói thật cho anh nhé. Chúng tôi đều là người được chủ quán thuê tới. Thực ra gà rán ở đây chẳng ngon tí nào cả. Anh nghĩ xem nào, ai mà đêm khuya không ngủ mà chạy ra xếp hàng ăn gà rán cơ chứ? Đừng bị lừa nha. Chỉ là gà rán thôi mà làm gì mà phô trương thế. Không đến nỗi đâu, cảm ơn nhé. Anh của Tử ơi, ngày nay quán hàng rong cũng nổi tiếng thế à? Đến mức phải thuê cả người đóng giả. Đại Hoàng, im lặng một chút đi. Lỡ chủ quán biết được thì đồ ăn xếp hàng không phải là đùi gà đâu. Anh đừng làm ồn. Nếu anh không nói thì làm sao chủ quán biết được? Ai nghĩ ra ý tưởng hay thế này? Quá vô lại rồi, thật là vô lại. Chó con kia còn vô lại hơn tôi. Nhưng tôi thích. Không sao, không cần giành. Từng người một, nếu các anh nói đồng loạt, tôi không nhớ nổi ai gọi món gì. Chủ quán Tiểu Phàm, tôi đến nữa đây. Nghe nói tuần này anh bán hết rồi, tuần sau sẽ đi bán thứ khác ở nơi khác phải không? Tôi thật không muốn anh ngừng bán gà rán đâu. Không thể bán gà rán mãi sao?
Nhưng bán gà rán ở đó hoài cũng chán phải không? Thực ra bánh bao và cháo của tôi cũng ngon lắm. Vậy thì tốt, hôm nay có món mới à? Chủ quán, cho tôi gà rán vị tỏi xanh. Chủ quán Tiểu Phạm, ngày cuối không giới hạn số lượng nhé. Tôi muốn ăn cho đủ. Chủ quán đừng nghe lời anh ta, phải giới hạn số lượng, không thì chúng tôi sẽ không có ăn đâu. Ồ, cô gái tiếp tục đi. Và như vậy là ngày cuối tuần, Tiểu Phạm đã bán hết đùi gà rán. Hello, lấy ra cần câu đấy tự tin. Cái gì vậy? Sao lại thơm thế? Màu vàng rực rỡ, trông hấp dẫn quá. Thứ lạ lùng, sống tám đời cũng chưa thấy bao giờ. Chẳng lẽ là thằng câu cá? Hứ, dám đến đây phá rối à? Xem ai mù quáng thế không biết. Khó quá, đây là mồi thần thánh gì vậy? Thơm ngon khó tả, thằng câu cá kia. Cuối cùng cũng chuyện gì vậy? Đau à? Anh ta đang đùa à? Sao thằng câu cá này lại mềm nhũn nhũn thế? Lực kéo như của bóng rổ vậy. Chẳng lẽ là thằng câu cá gái? Hi hi, nếu rơi xuống thì sướng mê ly. Lực kéo này, cảm giác này. Ôi trời, không nhỏ đâu nhỉ? Chẳng lẽ là thứ khổng lồ? Mạnh 10 điểm đấy. Có đói không vậy? Chuyện gì thế này? Sao cả người tôi cũng mềm nhũn nhũn thế này? Không lẽ cô bé đang gọi tôi đây sao? Tình yêu. Hóa thân con cá xấu xí. Hơi thái tổ, xin ban cho con sức mạnh. Vật lý học khởi động. Một trận quyết định số phận. Được rồi. Cá con ngoan, cá trời cho. Tôi đang nướng bánh mì kẹp thịt. Một con cá bay tới có nghĩa gì vậy? Phải hệ thống chó gửi tới không? Xin lỗi nhé. Lực quá mạnh rồi, nên nó bay qua đây vô tình. Chủ quán không sợ chứ? Không sao, không sao. Cá con ngoan, chẳng lẽ đây là sự sắp đặt của hệ thống chó? Gặp gỡ cô gái câu cá. Lúc này tôi bị dọa đấy. Em xem thế nào? Bồi thường cho tôi đi. Khách tới tận nơi làm sao để đi được? Hi hi, tôi cũng không cố ý đâu. Chỉ là lực hơi mạnh một chút thôi. Vậy chủ quán bảo làm sao đây? Hi hi, tôi không biết nữa. Dù sao em phải bồi thường tôi. Vậy chỉ có cách này thôi. Em đang nghĩ gì vậy? Con cá lớn của em làm tôi giận. Tôi phải bắt nó bồi thường cho ra trò. Đổi cho em hai cái bánh mì kẹp. Chủ quán anh cũng hơi buồn xỉn nhỉ. Chỉ có hai cái bánh mì kẹp thôi à? Đã nhiều lắm rồi. Bánh mì kẹp của tôi 100 đồng một cái. Cầm lấy ăn đi. Còn muốn ăn thì ăn đi. Nhìn cách em vật lộn với con cá lớn kia thì chắc đói lắm rồi. Ồ thơm quá, trời ơi, bánh mì kẹp thần thánh gì thế này? Ngon quá, một miếng cắn vào, hai miếng thịt xếp giữa, tan chảy ngay tức khắc. Phô mai như nước sốt chảy ra từ bên trong, ngập tràn mùi sữa cộng thêm vị mặn mặn của phô mai và thịt bò nướng thơm lừng, mùi vị tuyệt vời, ngon quá, cho tôi thêm một cái nữa. Này tôi đang tập luyện, các anh có tin không? Đây là làm bánh mì kẹp, tôi đói rồi, cho tôi một cái nữa. Bao nhiêu tiền vậy? Cho tôi một cái bánh mì kẹp đôi phô mai nhé. Chủ quán, bánh mì kẹp lúc này chủ quán cho tôi ngon quá. Tôi muốn ăn thêm bánh mì kẹp của chủ quán, ngon quá. Sao lại mở hàng ở chỗ này vậy? Trên cầu còn có người qua lại, dưới cầu chỉ có cô câu cá như tôi thôi. Anh nhìn xuống kia, những ánh đèn le lói bên bờ sông là thằng câu cá đêm đấy. Chỗ này còn có người đấy. Tôi tưởng chỉ có mình tôi thôi chứ. Không sao, cô cứ câu cá đi. Để tôi nướng cá rồi chúng ta cùng ăn nhé. Được rồi, được rồi. Và như vậy hôm nay Tiểu Phạm chỉ bán được 3 cái bánh mì. Rồi cùng cô gái nướng cá ăn luôn. Đêm 10 giờ, Tiểu Phạm đúng giờ đến cầu Phổ Lạc mở hàng.
Tiểu Phong dọn dẹp quầy hàng, rồi xếp đầy đủ nguyên liệu ra. Chủ quán, chúng tôi đến nè. Tôi dẫn theo cô bạn thân đến ăn. Bánh mì kẹp của chủ quán, tôi nói ngon lắm mà cô ấy không tin. Nhanh lên, nhanh lên, để cô ấy nếm thử tài nghệ của chủ quán. Được rồi. Coi tay nghề của tay đương thân 30 năm này. 3 giây cho ra một cái bánh mì kẹp nấm đen. Nóng thì ăn ngay đi. Cái gì thế này? Ngon quá đi. Trời ơi, đời này chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến thế. Một miếng nữa đi, ngon quá. Ngon tuyệt cú mèo. Chủ quán cho tôi gói 18 cái về. Tôi đi đâu vậy? Nhà họ Trương giàu có bao giờ vậy? Này chị ơi, đây là bánh mì kẹp 100 đồng một cái đấy. Chị làm ra vẻ như Phật Quan Âm ấy. Được rồi, chị thích vị gì thì tự chọn. Có thể tùy ý phối hợp. Tôi muốn như cái chị ấy. Chủ quán, tôi cũng muốn như chị ấy. Được rồi, cái đó là bánh mì kẹp nấm đen. Ngoài ra các chị muốn thêm gì nữa không? Vòng ớt cay, nước sốt hành tây đường nâu, cà chua, rau xà lách cũng cần. Tóm lại, giống y hệt cái của chị ấy. Chủ quán cho tôi 19 cái để mang về. Được rồi, quy tắc cũ, tay nghề 30 năm, 3 giây là xong. Xong rồi, ăn nóng đi. Chủ quán, để tôi giúp anh quảng cáo nhé. Chúng tôi là cặp đôi câu cá. Hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều người câu cá đêm ở đây. Chắc họ cũng đói bụng cả. Bánh mì kẹp của anh ngon lắm. Chắc họ cũng sẽ rất thích. Chị cứ tự nhiên là được rồi. Lúc khuya thế này, người ta ít lắm. Nơi này cũng khá vắng vẻ. Không có khách cũng bình thường. Nhưng nhiệm vụ tuần này là bán 100 cái bánh mì kẹp. Thời gian sắp hết rồi. Có người giúp quảng cáo cũng tốt đây. Nhưng sức mua của chị câu cá cũng đáng sợ đấy. Nhanh lên, nhanh lên. Ở đây có đồ ngon lắm. Bánh mì kẹp nấm đen siêu ngon. Ngay tại cầu Phổ Lạc này. Tiên nữ ơi, khuyên các bạn nên đến dưới cầu Phổ Lạc câu cá. Bên cạnh có quán bánh mì kẹp. Bên kia, Cao Gia Trí đã bị đại hoàng làm phát điên lên. Một người một chó đang làm loạn trước cửa quán ba lão cả. Chó con ơi, anh là anh trai mày mà. Tuần này chủ quán Tiểu Phàm không bán hàng ở đây. Nếu tôi có tin tức chắc chắn sẽ đưa mày đi ngay. Chúng ta cứ đứng đây chờ cũng vô ích thôi. Mày không tin tao à? Đã 11 giờ rồi, về nhà ngủ đi. Ơ, chủ quán Tiểu Phàm ở đâu vậy? Về đến nhà, Cao Gia Trí vẫn không chịu bỏ cuộc, lục lọi các nhóm cùng thành phố, hy vọng tìm được dấu vết của Tiểu Phàm bán hàng. Bỗng thấy một tin nhắn mới trong nhóm thăm câu cá, làm anh ta chú ý. Nhanh lên, nhanh lên! Ở đây có đồ ngon lắm, siêu ngon, bánh mì kẹp nấm đen, ngay tại cầu Phổ Lạc này. Tiên nữ ơi, khuyên các bạn nên đến dưới cầu Phổ Lạc câu cá. Bên cạnh có quán bánh mì kẹp, mở hàng lúc 10 giờ tới mỗi ngày. Làm gì có bánh mì kẹp dưới cầu Phổ Lạc? Thằng câu cá thì đi câu cá đêm. Ai lại đi bán bánh mì kẹp dưới cầu Phổ Lạc vào canh khuya thế? Sao giống hệt trò chủ quán Tiểu Phàm làm vậy? Tuy có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng bánh mì kẹp ngon thật đấy. Cô gái kia là một chàng trai trẻ tuổi à? Mở hàng rộng bán à? Một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai. Đại Hoàng có tình hình rồi. Cầu Phổ Lạc, chủ quán Tiểu Phàm. Đại Hoàng đợi anh nào. Đại Hoàng, dừng lại. Mày không có bằng lái xe, không được lái xe. Đùa gì vậy? Ta là vua đường đua núi Phủ Dung. Chuẩn bị cất cánh nào. Cứu tôi với. Vừa nãy có cái gì nhảy qua không vậy? Đâu có gì nhảy qua đâu. Sinh ra đã thế rồi. Tôi cũng không muốn nó nhảy nhót. Go 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 go. Ôi trời. Bánh mì kẹp trắng quá. Cái gì thế kia? Hình như là con chó. Đại Hoàng, mày thấy gì vậy? Chạy kiểu gì thế? Bắt nhìn ra sau hết rồi. Tìm được chủ quán Tiểu Phàm. Tìm được rồi, là chủ quán Tiểu Phàm. Bánh mì kẹp của chủ quán trắng quá. Anh mau đi mua đi. Đại Hoàng bị té đau lắm rồi. Muốn ăn bánh mì kẹp. Trời ơi, số phận đã an bài. Thật là chủ quán Tiểu Phàm. Anh chủ, thật là anh đấy à? Tôi là Dui Dui, sao thằng nói nhiều kia lại tìm được chỗ này? Làm sao tìm ra được vậy? Tìm được à? Hi hi, chúng tôi có nguồn tin riêng của chúng tôi. Đó là bí mật. Hi hi, chủ quán, cho tôi bánh mì kẹp. Tôi muốn bánh mì kẹp trắng to. Xin lỗi nhé, bánh mì kẹp đã bị hai vị tiền nữ mua hết rồi. Hơn nữa tôi cũng không bán bánh mì kẹp trắng to đâu.
Nhưng ai chưa ăn được bánh mì kẹp? Comment bánh mì kẹp ở góc dưới bên phải có thể nhận miễn phí bánh mì kẹp trắng to do chính tay tôi làm đấy. Bán cá nè, tất cả cá 10 đồng một kg. Trả tiền trước rồi câu cá sau. Bán cá nè, tất cả cá 10 đồng một kg. Trả tiền trước rồi câu cá sau. Này chị, kiểu này có khách không đây? Đừng lo, chắc chắn sẽ có người cắn câu mà. Vậy thì bán cá đi. Nhưng tôi buồn chán quá. Các bạn ơi, đã xem phần bình luận lâu rồi, tương tác với tôi đi, để tôi giải trí chút đi. Ô, người cá gái của tôi đâu rồi? Tin, chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ tuần trước. Hệ thống sắp nâng cấp lên phiên bản 2.0. Người cá gái đã lên đường, sẽ phục vụ bạn ngay. Người cá gái hệ thống chó. Phải hệ thống chó lấy người cá gái của tôi không? Do chủ nhân sử dụng trái phép đồ chơi bơm hơi nên người cá gái đã bị tôi tịch thu. Chúc mừng hệ thống đã nhận được giao diện người cá gái. Nhiệm vụ tuần này là bán cá, địa điểm chợ Nam Đinh. Thời gian mỗi ngày lúc 6 giờ chiều. Công thức các món từ cá đã được cung cấp. Ồ đúng rồi, lời giọng nói hay, không sẽ ra mắt tuần. Hỏi chủ nhân, có cần tải trước giao diện người cá gái của tôi không? Bên kia, Tiểu Phàm nhận nhiệm vụ rồi đi chợ mua cá. Nghĩ đến người cá gái bị hệ thống tịch thu, lòng anh hồi hộp vạn phần. Người cá gái của tôi ơi, anh mua cá mèo không? Tôi tự đi câu đấy, hoàn toàn tự nhiên. Hay là mua con cá nhỏ đi? Cá nhỏ này tôi cũng tự câu, tuy hơi đắt, nhưng làm cá kho thì sẽ rất ngon. Chú ơi, cho tôi mua hết nhé. Bán cá nè, tất cả cá 10 đồng một kg. Trả tiền trước rồi câu cá sau. Bán cá nè, tất cả cá 10 đồng một kg. Trả tiền trước rồi câu cá sau. Chú ơi, mua cá không? Không phải các cậu bán cá đâu. Cá ở đâu? Trả tiền trước, sau đó chúng tôi sẽ đi câu. Các cậu đang lừa tôi đấy à? Sao lại thế? Đến giờ tôi sẽ đem cá đến cho chú. Hi hi, còn chuyện tốt hơn thế nữa. Vậy thì tôi mua một con. Được rồi, 6 giờ tối gặp nhau ở đây nhé. Về đến nhà, Tiểu Phàm xử lý xong cá mèo, rồi bắt đầu làm cá kho. 6 giờ tối, Tiểu Phàm đúng giờ đến chợ Nam Binh. Ông ngon quá trời luôn. Mùi gì thơm thế? Thất ngay luôn. Mùi rượu ngọt ngào. Là men rượu à? Anh bán món gì thế? Thất ngay quá. Cho tôi nếm thử được không? Nếu ngon thì tôi mua nhiều về. Nhà tôi nhiều người lắm, cá kho thơm phức quá. Cái gì thế này? Ngon quá đi. Trời ơi thật đấy, đời này chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến thế. Một miếng nữa đi, ngon quá. Ngon tuyệt cú mèo. Chủ quán cho tôi 2 hộp. Được rồi. Trời ơi, quầy hàng của chúng ta dường như bị người ta chiếm mất rồi. Tôi muốn xem ai mà mù quáng thế, dám chiếm chỗ của bà già tôi. Ô, ngon quá trời luôn. Mùi này ngất ngây quá. Trời đất, chủ quán bánh mì kẹp. Ồ, sao lại là cô đây? Chủ quán chiếm quầy hàng của tôi rồi. Anh nói xem nên làm sao đây? Đâu có ghi tên ai đâu. Ai cũng có thể mở hàng rong cả mà. Hứ, nhóc con, tuần trước chiếm lợi thế của tôi, lần này xem tôi có trả đũa gấp đôi không nào. Dù sao tôi không quan tâm, chiếm quầy hàng của tôi thì phải bồi thường. Tôi muốn lấy hết cá kho của anh đây. Chỉ là đổi lấy cá của tôi thôi mà. Hai con cầu cá này không ra gì hết. Hai con cá lớn đổi lấy 4 hộp cá mèo. Tôi cảm thấy không lỗ chút nào. Sao lại là anh vậy? Ở đây có hai cô câu cá bán cá mà. Đúng là tôi. Anh bán cá mèo của tôi à? Cá kho anh làm ngon thật đấy. Cho tôi 2 con nữa. Sáng nay tôi đặt hẹn lấy hàng lúc 6 giờ chiều ở đây. Giờ gần 7 giờ rồi đấy. Tôi chỉ bán cá kho thôi. Chuyện cô câu cá gì đó tôi không rõ. Chính anh cũng là thằng câu cá mà. Vậy cho tôi 2 con nhé. Bán thế nào vậy? 50 đồng một kg nhé. Thấy chúng ta có duyên lắm. Mua 3 tặng 2. 2 con cá mồi này tôi tặng anh. 2 con cá mồi này nặng hơn 20kg đấy. Vậy là có duyên thật rồi. Vậy mua 3 tặng 2 nhé. Sao tôi cảm giác mình là con cá mồi vậy nhỉ? Các bạn ơi, cá không ngon làm đấy. Nhưng đừng tham ăn quá nhé.
Này anh chàng, nhanh lên, đi theo bà đi. Bà ơi, bà đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải bán hàng nữa. Đưa anh đi nơi an toàn. Con trai bà làm dân phòng. Chúng nó sắp đến đây rồi. Bà cố ý đứng ở cổng chợ đợi anh đấy. Bà đã có nguồn tin nội bộ trong nhóm rồi. Chào bà, tôi muốn hỏi anh chủ quán bán cá kho hôm qua. Có còn bán ở đây không? Chính bà mới là bà đấy. Cả nhà bà đều là bà cả. Cô gái kia, cô muốn mua bao nhiêu gái? Tôi hỏi quán bán cá hôm qua bên cạnh bà đi đâu rồi. Cô mua rau bao nhiêu vậy? Cô gái mặc đồ như bà già vậy, trông rất chất phác, không ngờ lại là người kinh doanh. Này bà có bao nhiêu vậy? Tôi mua hết nhé. Bao nhiêu tiền hả? Đừng nói chuyện tiền nữa. 46 đồng, tôi lấy 45 đồng. Cô gái, tôi thấy chúng ta có duyên nên chỉ đường cho cô. Khu chung cư đối diện. Tôi vừa thấy một bà già kéo một anh chàng cùng với xe ba bánh sang khu chung cư đối diện. Anh ơi, cá kho anh làm hôm qua ngon lắm. Cả nhà tôi đều rất thích. Hôm nay cho tôi nhiều hơn, cho tôi 10kg nhé. Tôi đã mang theo chậu rồi. Được rồi, không vấn đề gì. Giúp tôi mở cửa nhé. Được rồi. Xách một túi rau củ. Tìm người thật khó khăn quá. Hello. Làm gì vậy? Ở đây không cho phép câu cá. Ô anh to lắm nhỉ. Xin hỏi có thấy quán bán cá bên đường không? Cô gái trẻ mặc đồ gợi cảm thế mà lại là cô câu cá. Chắc không phải người trong khu này. Cô tìm anh ta làm gì? Tất nhiên là mua cá ăn rồi. Các bạn ơi, tôi chỉ là cô câu cá chân chính thôi mà. Trong khu này, cô tự đi tìm đi. Anh cho tôi thêm nước cá nữa. Mùi vị này ngon tuyệt cú mèo. Hôm qua cá đã hết rồi. Sáng nay gia đình tôi nấu mì với nước cá, đổ vào thì thơm ngon lắm. Được rồi. Nước cá màu đỏ tươi ngấm vào miếng cá màu đỏ gạch. Màu sắc hấp dẫn, mùi thơm nồng nàn, trông ngon hơn hôm qua. Trời ơi, không chịu nổi. Nước miếng chảy ròng ròng. Cứ nhanh đi mua cá kho đi. Ngon không tưởng tượng nổi. Chủ quán, cá của anh thơm quá. Đúng rồi, cá kho thơm phức. Chặn xăng cho đàn ông, si ba làm đẹp cho phụ nữ. Mua đi. Ô, trái tim rộn ràng, bàn tay run run. Chủ quán Tiểu Phàm, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Cá con ngoan của tôi, cô gái này khá lắm đấy. Tôi mở hàng trong khu khác mà cô ấy cũng tìm được. Làm sao cô tìm được vào đây vậy? Hi hi, tôi hỏi cô bán rau, hỏi chú bảo vệ cổng, rồi tìm vào được. Cá kho hôm qua ngon quá. Hôm nay tôi lại đến nữa đây. Sao cô mua nhiều bắp cải chẳng thế? Chẳng lẽ muốn đổi bắp cải lấy cá? Thế thì không được đâu. Cá của tôi không ăn bắp cải đâu. Không phải đâu. Tôi chỉ mua thêm ít bắp cải trắng thôi. Thôi đừng hỏi nhiều nữa. Nhanh lên chủ quán, tôi muốn ăn cá. Nếu nói ra, tôi sẽ bị cô bán rau chặt chém, thì sẽ bị cười chết mất. Vậy thì 50 đồng một hộp nhé. Hóa ra miếng thịt không cần phải khô cứng. Bánh mì cũng không cần mềm nhão không có độ nhai, hoặc giòn rụm như bánh quy khi cắn vào. Con cá nhỏ cũng có thể ăn kiểu này. Đứa trẻ nhà ai vậy? Nhìn tôi cũng thấy ngại ăn rồi. Liệu đứa trẻ có nên ăn không nhỉ? Nếu ăn phải mà có vấn đề gì, tôi sẽ bị cha mẹ nó mắng chết. Bây giờ con cái ít lắm, mỗi nhà chỉ có một hai đứa thôi mà chiều chuộng lắm. Chị gái này xấu xa, chị không cho em ăn. Ai vậy? Còn bắt nạt cả trẻ con nữa, cho nó ăn một miếng có sao đâu. Đừng khóc nữa bé, bà mua cho. Tôi có xúc phạm ai đâu mà bị đối xử thế này. Hỏi đường bị cô bán rau chặt chém, và cô bị ông già la dày. Ăn cá mèo còn bị gọi là chị xấu xa. Đây là cái gì vậy? Hứ, tôi cũng có. Không cho ăn đâu. Chị xấu xa. Này chủ quán Tiểu Phàm, anh có biết câu cá không? Không đâu, tôi chỉ cần lắc lư một chút khi câu cá là bị. Vậy để tôi hướng dẫn cho. Chủ quán Tiểu Phàm, đợi tôi với. Tiếp tục từ tập trước, ngoài khu nhà, Tiểu Phàm và mọi người bị bảo vệ dừng lại. Này, anh ơi, cho tôi một phần cá kho rượu nữa. Chú ơi, hết rồi. Hết gì rồi? Cá kho rượu hấp dẫn thế à? Hai thùng lớn đấy, chưa đầy một giờ đã bán hết. Ít ra cũng để lại cho tôi chút đi.
Bác bảo vệ này khá thân thiện. Mấy lần đến khu nhà cũng không gây khó gì. Bác ấy thích cá kho rượu. Ngày mai để lại một hộp cho bác nghe. Dù sao tuần này tôi cũng bán ở đây. Nhiều ít cũng không quan trọng lắm. Hết rồi chú ơi, ngày mai tôi sẽ để lại một hộp cho chú. Vậy được rồi, ngày mai nhất định phải để lại cho tôi nhé. Không để lại hai hộp à? Một cân không đủ ăn. Được rồi, không vấn đề gì. Chủ quán Tiểu Phàm thật sự không đi câu cá với chúng tôi à? Đàn ông nào lại từ chối câu cá chứ? Huống hồ còn có 4 cô gái trẻ đẹp nữa. Nhưng tôi phải bán hàng mà. Thật khó xử quá. Cá kho rượu bán rất chạy. Tôi phải về chuẩn bị thêm. Lần sau đi cùng nhé. Vậy được rồi, lần sau rảnh sẽ hẹn nhau. Tôi đợi anh đấy. Cá kho rượu ngon thế này chắc chắn phải làm rất phức tạp. Chủ quán bận rộn là đúng rồi. Nếu là cá tôi câu được, chủ quán Tiểu Phàm làm cá kho rượu cho tôi ăn thì tuyệt quá. Ồ đúng rồi, cái này cho anh. Chủ quán Tiểu Phàm, đây là phiếu mật sắc bạn tôi cho. Có thể đến tiệm, sử dụng dịch vụ miễn phí không giới hạn. Chủ quán Tiểu Phàm bán hàng vất vả lắm. Lúc rảnh có thể đến thư giãn một chút. Vậy nhé, tạm biệt. Hi hi, cô gái này khá đấy. Bên kia. Các cậu đi đi đi. Tan ca rồi đi thôi. Đúng rồi, 6:30 đã đến giờ tan ca. Không biết mẹ, hôm nay có mua được cá kho rượu ngon ngày hôm qua không? Cá ngon quá. Nghĩ đến thôi đã muốn ăn rồi. Thằng nhóc này lúc làm việc thì lười biếng, nhưng tan ca là hăng nhất. Ở nhà có chút chuyện, tôi về trước nhé. Về đến nhà cô. Mẹ, mẹ mua nhiều thế này à? Hôm nay mẹ kéo anh chàng đến khu nhà nên mẹ mua nhiều. Con ăn no rồi mang đi cho Tiểu Tuyết nhé. Để con ăn no đã rồi tính. Tiểu Tuyết chắc đang ăn kiêng. Để lại cho cô ấy một ít là được rồi. Miếng cá thịt cay cay thơm ngon, ngon tuyệt cú mèo. So với ngày hôm trước, cá khô có độ dai hơn, nhai ngon hơn, tất nhiên cũng có vị ngon hơn, nhai thơm hơn, và gia vị cũng rất đậm đà. Thịt cá chê dày, toàn thịt thân cá. Xương lớn đã được tách ra khi cắt miếng. Những xương nhỏ còn lại đều được chiên giòn. Ăn cùng thịt cá càng thêm giòn ngon. Thật là miếng này miếng khác, càng ăn càng thơm, ngon đến phát thèm. Cảm giác như muốn nuốt cả lưỡi luôn. Ngon quá. Này, đừng chỉ biết ăn thôi. Nghe không vậy? Rồi rồi, con nghe rồi. Mẹ yên tâm đi. Trời ơi, con khóc to quá vậy. Sao con khóc thế kia? Bị ớt cay làm cái mắt à? Để mẹ thổi cho nào. Không sao mẹ ạ, con nhớ Tiểu Tuyết quá. Con muốn ăn cá với cô ấy. Bên kia. Nhưng cô gái trẻ đẹp này chỉ có thể để cha mẹ nấu mì ăn thôi. Và món cá kho rượu ngon như thế này phải để cha mẹ nếm thử. Các con có thích ăn mì không? Bố mẹ, con về rồi. Con lại mang cá về à? Bố mẹ không thích ăn cá lắm. Lần sau con câu được cá thì thả đi. Không phải đâu, con không mang rau về đâu. Sao con mua nhiều rau thế? Mua của bà bán rau ven đường. Thấy bà ấy khó khăn nên mua hết. Ồ, cái này là gì vậy? Con chưa ăn đủ cá câu được à? Mà còn mua cá về ăn nữa. Bố mẹ nếm thử sẽ biết ngay. Ngon làm đấy. Trời ơi ngon quá. Đây là cá gì vậy? Hơi giống cá khô, nhưng cũng giống cá chiên. Đây gọi là cá kho rượu, do một người bạn của con làm. Tôi biết không ai có thể chối từ món ngon của chủ quán Tiểu Phàm cả. Ngay cả bố mẹ vốn không thích cá cũng phải khuất phục trước cá kho rượu.